Ủa? Ôi trời, tiếng gì vậy hả? Mấy đứa à, bị thương đó nha. Ôi, đau hết cả người. Hả? Ôi trời, nhìn cái má mụm mỉm này đi kìa. Bốn tính cách và đặc trưng của chó ăn vạ Sipa. Một, ngoại hình của Sipa Inu. Càng nhìn càng đáng yêu nha. Chó Sipa có chiếc tai hình tam giác thẳng, chiếc đuôi cuộn tròn và vẻ ngoài đáng yêu, nên là loài chó được ưa chuộng trên toàn thế giới. Bà đi bắt cháu đây. Nhưng khác với vẻ ngoài đáng yêu đó, Sipa có cơ thể cơ bắp nên rất là nhanh nhẹn và là loài chó có sức hoạt động cao. Cháu không phải em bé đâu. Chó Sipa có 4 màu lông, đó là màu đen, màu cam, màu trắng và màu hạt vừng, được trộn giữa màu đen và màu cam. Chưa gì đã dùng hết bột nhào rồi hả? Khuôn mặt cũng được chia ra làm hai loại: khuôn mặt gấu mèo có cái má phúng phính và khuôn mặt cáo thanh thoát. 2. Lịch sử của Sipa Inu. Ôi không! Giống chó Sipa thuần chủng của Nhật Bản, ngày xưa rất xưa, trong di tích thời kỳ Jomon đã phát hiện ra xương, nên được phán đoán rằng chó Sipa đã có lịch sử rất lâu đời. Chó Sipa được chỉ định là di sản tự nhiên của Nhật Bản và đang chiếm 80% trong các giống thuần chủng của Nhật Bản. Vậy giúp chó xin phép. Chưa gì đã đi sao? Hơn nữa, theo nghiên cứu của trường đại học Cornell của Mỹ và UCLA, Bộ Y tế công lập, nghiên cứu chung tiến hành vào năm 2012, chó Sipa là một trong những giống chó có DNA gần với chó sói nhất. Ta sẽ không cứ để thế mà để cháu đi đâu. 3. Một ông chủ khó tính. Ê, dừng lại. Đa số giống chó Sipa có tính đề phòng cao, cái này... nhưng lại rất trung thành với người giám hộ của mình. Thì ra cháu ở đây hả? Đặc biệt chó Sipa có tính tự lập và cố chấp cao, nên rất ghét việc lãnh thổ của mình bị xâm phạm và có xu hướng không muốn làm điều mình ghét. Ôi trời, cố chấp thì thôi rồi luôn. Hơn nữa, khi chó Sipa sợ hãi, cáu giận hoặc biểu hiện cảm xúc tiêu cực, sẽ có xu hướng hét lớn. Vậy nên chó Sipa nổi tiếng là hay la hét ở bệnh viện khi buộc phải làm điều mình không thích. Đây là đâu? 4. Những căn bệnh ảnh hưởng đến Sipa Inu. Đúng rồi, ở yên đó. Chó Sipa hầu hết đều khỏe mạnh, nên tỷ lệ phát bệnh di truyền không cao. Không thích đâu. Ôi trời, tiếc quá đi. Nhưng chó Sipa là giống chó có bệnh lý về mắt như là tăng nhãn áp, hay đục thủy tinh thể và trật khớp xương bánh chè. Nếu không tìm cái này sẽ bị bệnh đấy. Hơn nữa, da của chó Sipa yếu, nên có nhiều trường hợp bị phát bệnh viêm da atopy vì dị ứng. Mắt cũng đau, chân cũng đau. Vì vậy, bình thường nên để ý về sức khỏe mắt, khớp, da của cún nhé. Cún ơi! Hả? Chuyện gì đây? Ghét nước lắm. Cái thằng này thiệt là...